Ông Tư làm gì đó? Lau cái nhựa cho nó bóng lên. Trời đất cơ, có chiếc xe tối ngày rửa hoài, lau hoài. Được rồi, tôi nói ông nghe nè, tôi kể ông chuyện này ghê lắm. Chuyện gì? Hồi tối này tôi bị mất xe. Sao mất? Tôi nằm mơ tôi bị mất xe. Trời ơi, mày nghĩ sao nằm mơ mà mày sợ? Cái giấc mơ là giấc mơ, không phải là sự thật. Ừ, Mày lớn như đồ ăn nít đâu mà mày sợ ba chuyện tào lao mày. ý là tự nhiên mình nằm mơ thấy bị mất xe, mất chiếc này luôn, mất tiêu luôn, nó dắt đi mất tiêu luôn. Ban ngày á mày lo lắng cái của mày bị mất á, xong rồi tối mày ngủ mày nằm mơ vậy thôi chứ có gì đâu. Tôi không có nghĩ tới cái chuyện mất xe luôn. Hồi đó giờ tôi đi xe không bao giờ để ý, không bao giờ quan tâm, mà tự nhiên hồi tối này nằm mơ thấy mất xe, thấy rất là rõ. Tôi thấy trong nhà mình đậu ba chiếc, chiếc này, chiếc Vario và chiếc xe Full Chevrolet. Hai chiếc xe kia là có chống trộm, có sờ mất cây. Thằng ăn trộm nó đụng vô là hú liền. Riêng chiếc xe này là nó dắt đi luôn, tại vì chiếc xe này á là khóa thường. Ơi, do mày ngủ mày nằm cái đầu mày bị nghiêng á, Ừ. xong rồi mày mơ tao bị hoài à, không có sao đó. Làm sao mà mơ được? Hay là cái này là điềm báo ông Tư? Điềm báo mình biết trước được là sắp tới mình mất xe. Làm gì có vụ á, tao nằm mơ á, tao hay nằm mơ tao trúng số á, có bao giờ tao trúng đâu mà điềm báo. Trúng số khác, mất xe khác. Thời bữa bây giờ nè, mình đi cái ổ khóa này nè, nè, nó đút cây đỏn vô, nó bẻ cái cạch, nó chạy. Còn nếu mà sờ mất cây là nó kêu. Hồi đó giờ tôi chơi xe mà tôi không có để ý nha, sờ mất cây á, ăn trộm nó đụng vô là nó chạy liền, tại vì nó có cái tiếng hú lên. Khi mà nó đụng vô chiếc xe mình á là chiếc xe mình tự động hú, nếu mà mình có bật chống dắt chống trộm thì nó đụng vô, nó thấy chiếc xe mình hú là nó không bao giờ lấy. Phiền phức đúng không, Đúng rồi. nó dễ bị bắt. Còn một chiếc xe như thế này nè, thằng ăn trộm nó thấy nó bẻ một cái nó chạy không phát ra tiếng động gì luôn. Đúng rồi, cái ổ khóa này đi nguy hiểm lắm. Bởi vậy tôi nghĩ đây là điềm báo ông Tư. Nè, cái xe ông cũng vậy nè, ông nhìn nè. Cái xe của ông á là không cần bẻ phá. Cái xe của ông á nó không có dàn áo nè, nó giật cọng dây điện ra là nó chạy liền. Coi gắn dàn áo vô đàng hoàng. Đâu có được. Xe tao là xe trường, không có gắn dàn áo. Xe trường là xe gì? Là xe chạy trường á, chạy ở trong cái trường á. À, là xe chạy trong trường học á hả? Đua. Trường đua ai cho ông chạy? Cái xe ông không đảm bảo an toàn, ai cho ông đem vô trường đua chạy? Nhưng mà cái phong cách cái xe của mình là phong cách xe trường, hiểu không? Phong cách xe đua, đúng chưa? Thì hôm nay tôi định sẽ đi lắp chống trộm ông Tư, lắp chìa khóa sờ mất cây. Tại vì chiếc xe này hồi xưa ông Nhí ông mua là ông mua khóa thường. Một chiếc xe 155 khóa thường thì nó rẻ hơn khóa sờ mất cây nhiều tiền lắm. Hơn 3 4 triệu. Qua bữa tao kêu ổng mua khóa xịt mắc cây đi, ổng không chịu. Đúng rồi, thì cái này là phiên bản khóa thường cho nên là rất là dễ mất xe. Hôm nay tôi định rủ ông đi gắn sờ mất cây, gắn cho chiếc này luôn. Chỗ tôi quen làm đâu có nhiêu tiền đâu. Cái xe của ông á, thì gắn cái loại bình thường được rồi, tầm cỡ 1 triệu mấy à. Thôi mẹ ơi, loại thường để tao tự gắn của tao ngon hơn á. Vậy là ông quyết định ông không gắn đúng không? Không, Nếu mà lỡ chiều nay ông mất xe, ông ráng ông chịu nha. có sức chơi có sức chịu chứ mày. Xe không có chống trộm, chìa khóa nằm trần vậy nè, dễ mất lắm á. Xe này lúc nào cũng ở bên tao hết, sao mất được. Đi, hai anh em đi chung cho vui. Đi, đi chung. Đi theo coi tôi lắp nè. Ôi, công việc tao nhiều lắm. Trời đất ơi, mệt ghê á. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi lắp sờ mất cây cho chiếc xe này nha. Xe này á là 155 VVA phiên bản thường cho nên là nó sẽ không có sờ mất cây. Xe này bây giờ nếu mà anh em mua phiên bản cao cấp nhất là nó sẽ có sờ mất cây và nó có ABS trước nha. Rất là ok luôn. Còn cái phiên bản này á là nói không với công nghệ nha anh em, khóa thường. Khóa thường này ta nói chưa tới 1 phút 30 giây
10 giây thôi là bốc hơi xe. Thật sự luôn. Mình đã từng bị rồi anh em. Ngày xưa á, cái chiếc full LED của mình á, khi mà chưa lắp xe mất cây á, là mình bị một cái đoạn chọt vào. Mình bị một cái đoạn chọt vào bẻ luôn, hư cái ổ khóa luôn anh em. Rồi lần đó là mình đem xe qua KLB shop để mà lắp một bộ smart key luôn. Hôm nay mình sẽ đi lắp smart key cho chiếc xe Exciter 155 VVA. Cái phiên bản mình gắn cho chiếc xe này đó là bộ khóa phiên bản của Vario nha anh em. Bộ này cũng là bộ zin thôi, nói chung là chống trộm, chống dắt là nó có cái chức năng. Khi mà anh em đụng vào chiếc xe là nó hú. Nói thiệt luôn, ví dụ như mình là một người đi trộm xe đi, mà mình thấy một chiếc xe gắn smart key, mình nhìn thấy là mình ngán rồi, huống gì mình lại mình bẻ khóa anh em, đúng không? Nói chung là ăn trộm vẫn được nha, ăn trộm họ có thể lấy một chiếc xe smart key luôn, nhưng mà mức độ khó nó tăng lên nhiều lắm. Còn cái khóa thường này á, là họ chọt cái đoạn vô họ bẻ là xong. Cho nên là xe mà có smart key chống trộm á, là ít khi nào bị mất xe lắm anh em, khó bị mất hơn. Mình để xe chỗ này chỗ kia mình khóa kỹ lại, hạn chế cái việc mất xe. Nhiều bạn hay hỏi mình là xe em có gắn được smart key không. Nói chung là smart key là xe nào gắn cũng được nha anh em, xe nào gắn cũng được hết, không riêng gì xe nào, xe anh em có bình là gắn được. Thì cái chỗ để mà gắn smart key, nếu mà anh em nào xem clip của mình từ đó tới giờ á, thì quá rành rồi ha. Mình hay lắp ở thằng bạn mình KLB shop nha anh em. Anh em có thể qua để mà ủng hộ. Khi anh em qua chỗ này làm, anh em nói là Thiện Red giới thiệu qua, thì anh em sẽ được miễn phí tiền công nha anh em. Tiền công một lần lắp là 300.000 cho tới 500.000 nha. Nếu mà anh em đọc mã Thiện Red thì anh em sẽ được miễn phí tiền công. Mình nghĩ là cái dòng xe Exciter 155 này nè, mình nghĩ rất là nhiều anh em đang sử dụng cái xe này nhưng mà không có smart key, thì đây là một cái clip cho anh em tham khảo nha. Đây là một cái clip cho anh em thấy được là có nên lắp smart key hay không. Nếu mà anh em thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sắp tới mình còn nhiều dự án, nhiều video hấp dẫn hơn nữa, anh em nhớ đón chờ xem. Yeah. Chạy qua hoài à mà vẫn quên. 128 Gò Dưa, Tâm Bình nha anh em. Hello anh. Ừ. Lắp khóa chống trộm nè. Ok anh vô đi, có người tiếp anh chào. Thấy không? Dạ. Ok. Ừ. Làm bộ khóa smart key. Làm loại nào? Giờ nó sẽ có hai loại, giờ anh gắn loại nào ta? Loại nào xịn? Xịn xịn à, vậy đi đồ zin đi cho nó ngon. Ở đây mình có cái loại nào xịn nhất? Xịn nhất anh gắn bộ Scoopy Thái Lan đi. Với cái bộ nào xịn dừa? Xịn dừa không? Xịn dừa là của KLB. Mình né né ra, mình chọn cái loại thường thường thôi. Thường thường nha. Thôi. Rồi, con này mới mua hả? Ừ, xe mới mua, đẹp không? Là cái chỗ này á, cái núm của nó là như thế nào? Dạ cái núm nó sẽ có hai loại, núm nhôm và núm nhựa. Mà gắn vô có khớp không? Dạ khớp, vô là vừa khít luôn. Đâu lấy ra coi thử coi. Okay, là gắn như zin mới chịu nha. Ok. Xe này á, mình quay phim là phải trả tiền. Một shot á, là 20.000. Nãy giờ quay mấy shot rồi, kiểm tra coi. Nhớ ai không? Phải không? đâu, đẹp không? Đây đó, phun tan phun túi. Là cái bộ này á, là cái hàng pha ke mà nó giả y chang hàng zin đúng không? Bậy, này đồ zin người ta có tem nè, made in Thái Lan. Đâu coi coi, zin chưa anh em? Zin. Nhìn nha. Bao rồi yên. Bây giờ mình khui ra hả? Khui đi, chờ anh khui, khui đi. Khui ra. Đúng rồi, tận tay xé luôn. Là cái này là mình mod sẵn qua đây ha. Dạ đúng rồi anh, nó sẽ có hai loại nè. Thứ nhất là cái núm nhựa này là núm nhựa zin cổ khóa. Đó. Theo em á, em nghĩ anh sẽ chọn cái núm nào? Em hay anh là chắc chắn chọn núm nhôm rồi, tại núm nhôm nó nét hơn. Bậy rồi. Mẹ. Nó đó. Mẹ ừ hả? Ừ. Trời ơi. Đó. Cái bạn chủ shop này hiểu ý mình nè. Tại vì biết là mình khoái chơi đồ zin, gắn cái núm zin sẵn anh em. Đúng rồi.
Cái bộ này á, là họ sẽ mod chỗ này nha, nhưng mà cái núm á, là giữ zin, hoặc là anh em có thể sử dụng núm màu, cái cụm màu vẫn có. Đúng rồi. Ừ. Nó sẽ có màu xám nè, màu đỏ nè, với màu đen. Cái nào đẹp ta? Anh nghĩ là núm nhôm đẹp hơn. Đúng rồi, gì cũng phải nét chứ. Núm nhôm đẹp hơn. Cái núm zin á, nó không phù hợp. Cái núm zin này á, nếu như cái bọ này á, nó bằng mũ luôn thì nó sẽ ok. Cái này đi. Cái này đúng không? Ừ. Thấy chưa, em chọn mà. Đúng rồi, đúng rồi. Gắn cái này vô, người ta nói nửa mùa nè. Đúng rồi. Chơi lỡ chơi tới luôn. Còn cái này là cái remote nha anh em. Remote. Rồi, nè bọn chuyển xé đi anh. Remote. Cái này gắn lẹ không? Dạ, cũng lẹ anh. Tầm tiếng không? À, hơn xíu. Nhích nhích miếng. Đó. À. Rồi, cái bộ này là giá thành nó tầm nhiêu em? Dạ, bộ này hiện tại đang gắn cho xe ẹp này á. Ừ. 3.750.000. 3.750.000. Dạ, đó là chưa bao giờ núm nhôm nha. Dù anh em muốn thêm núm nhôm thì thêm 300.000 nữa. Ê, tính ra cái bộ này nó cũng xem với lại bộ SH. Dạ đúng rồi, nó sẽ xem với nhau, nhưng mà được cái này á, anh tiện đó là anh thể nhập mã trên cái núm này luôn. À. Có nghĩa khi anh mất remote á, anh có thể xài tay cho mượn cái nha. Ừ. Đây. Đó, mình xem nè. Ok. Khi mình mất cái remote là mình có thể xài được cái mã này. Cái mã trắng trắng này nè. Ừ. Là mình sẽ xài trên núm này luôn. Thì ví dụ như anh mất cái remote rồi thì anh thể nhập cái mã này đi luôn. Còn đúng rồi. Với SH á thì anh phải tháo dàn áo ra, anh kiếm cái gầu chì là có chữ khẩn cấp trên đó, anh mới nhập được cái mã này. Ừ, mà chất lượng con này và con SH và con Cúp á. Dạ. Là con nào xịn hơn? Hai thằng thì sẽ tương đối với nó với nhau, anh xịn thì thằng này sẽ tiện nhất, còn thằng kia nó sẽ ba nút, thằng này hai nút. Thì những ba nút thì nhiều mỗi người sẽ có một sức khác nhau. Ừ. Thì nhưng mà đối với em sẽ thằng xài tiện lợi. Hai nút. Thì, dạ đúng rồi, xài hai nút tại vì nó được cái nhập mã trên cái núm luôn. Ok. Sau này anh có mất cái chì thì anh không cần tháo dàn áo, giờ anh nhập cái phần mã. Rồi, ok. Một bộ này là 3.000.000 nha anh em. Nói chung 3.000.000 ở đây á là gồm có mod sẵn. Dạ. Chế sẵn, lắp ráp lên luôn, bát này kia, ốc ác này kia, chứ không phải là một bộ từ trong hãng đưa ra là anh em ở đây phải làm lại thì cái giá nó mới đội lên là 3.000.000 nha anh em, chứ không phải là một bộ smart key mình vô hãng mình mua là 3.000.000. Dạ. Rồi ok, lụm. Rồi lụm, chốt nghe. Ở đây là có ghi sổ phải không? Nói chung là trả trước 50%. Dạ có, cà thẻ. Có cà thẻ hả? Dạ. Không mà thẻ hết tiền rồi. Anh em mà đổ xe ở đây á, là có trả góp nha. Ví dụ như là mình thiếu lại vài triệu á, mình trả ngân hàng từ từ vẫn được nha anh em. Ok, lắp. Rồi ok, mình đã gắn xong bộ smart key của Vario lên trên chiếc 155 VVA như zin nha anh em. Đây là chìa khóa. Thì cái cách sử dụng á, nó cũng y chang với Vario, nó không khác gì hết anh em. Không khác gì hết. Hiện tại là mình đang mở nè, đang mở khóa nè. Bây giờ mình sẽ test một cái xong rồi mình cho bạn này gắn dàn áo nha anh em. Đây, mở xe. Mở xe. Bây giờ tắt máy. Bây giờ tắt chìa khóa nè. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chống trộm thử nha, chống dắt nha. Tắt đi. Yeah. Rồi, bấm cái. Đúng rồi, anh đợi nó kêu là ăn tiếng. Rồi. Hai đụng xe xuống nè, giờ em đụng xe nhẹ nè. Là nó hú? Dạ đúng rồi. Nó hú hoài hả? Dạ nó hú xíu nghỉ anh. À. Dạ, chừng 5 đến 10 giây là lần. Là mình tắt. Càng dắt xe đi á là nó càng hú. Dạ, đúng rồi. Càng đụng vô nó càng hú. Dạ. Rồi bây giờ làm sao cho hết hú? Dạ giờ anh hết hú. Dạ anh tắt hú đúng không? Bây giờ anh muốn tắt hẳn luôn thì bắt buộc anh phải để anh mở những núm phá cái. Mở lên. Dạ, rồi y chang Vario. Dạ. Đó, là ok, là xong rồi đó. Rồi. Đó, mở yên nè. Nhấn vô cái mở yên nha anh em. Quá đã. Nhấn vô cái mở yên. Đó. Ngon. Yên làm nhẹ lắm nha, anh đóng mạnh giờ nè. Một ngón tay thôi. Phải không? Nè. Một ngón tay thôi là mở rồi. Chứ không cần đạp xuống cái rầm thôi. Nhẹ nhàng. Rồi ok. Đó. Đâu thử coi. Đây. Rồi nếu mà nó ngon lành. Rồi, thì bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem đường dây điện nha. Đây. Đây là cái bộ khóa yên đúng không? Dạ đúng rồi. Đây bộ khóa yên mình gắn chỗ này ha, nhìn rất là gọn. Đây, luôn. Nó kèm theo cái bát đó nè. Nó kèm theo một cái bát, anh em làm sẵn nha anh em. Bắt vô là xong. Rồi, đây là đường dây điện nè. Đường dây điện là như zin. Chỗ này là xi nhan anh em. Dạ, đó, thì cái cục á, cái cục để mà hú á lại nằm chỗ này.
Cái chỗ này anh em nào mà không có smart key, không có ABS đó là nó sẽ dư cái chỗ này. Mình sẽ gắn cái cục này lên là như zin luôn, không cần để chỗ nào khác luôn anh em, có sẵn luôn. Rồi ok, quá đã. Bây giờ mình ráp dàn áo vô là xong nha anh em. Hợp lý. Khỏi sợ mất xe. Hồi tối này á, anh nằm mơ, anh thấy anh mất chiếc xe này. Mất con này á. Cho nên là sáng thức dậy á, là rủ ông Tư đi gắn smart key. Nhưng mà ông Tư ổng không chịu đi, ổng nói là để ông tự chế. Mình á là mình ra tiệm cho người ta gắn đàng hoàng, gắn chuẩn chỉ, chuẩn chỉ đàng hoàng. Rồi bây giờ lắp dàn áo vô là xong nha anh em. Đó, cái này là khó trộm lắm anh em. Khi mà mình đi xe ngoài đường á, mình để xe này kia á, mình khóa kỹ lại rất là khó mất xe. Ví dụ như ai cố tình đúng không, bạn đừng có bẻ ổ khóa của anh ạ, sao quay 36 nó quay luôn. Dạ đúng rồi, nó quay vòng tròn nè. À có hư không? Dạ không anh, này là bao bẻ mà. Hay hay hay. Rồi thôi đừng phá, nhão đồ hết, gắn dàn áo đi. Ok. Quá đã. Quá đã. Ông Tư nhìn nè, nhìn nè. Smart key đây, chống trộm luôn. Đây là bộ khóa chống trộm gắn từ chiếc xe Vario 160 qua chiếc xe 155 VVA. Đẹp không? Nhìn coi đẹp không? Có đèn kìa. Cái đèn này á, khi mình sử dụng nó mới sáng nha. Mình để chút xíu nó tắt. Thấy không? Tự động nó tắt thấy không? Còn khi muốn sử dụng á, thay vì bấm ở đây thì anh em mình sẽ làm kiểu này, ấn vô mở khóa là chạy. Khi mà cái remote này á, cách xa khoảng 1m, 2m á, thì nó sẽ không hoạt động nữa. Nhìn nè, từ từ. Rồi ông mở khóa coi, thấy không, hay không. Thì ăn trộm sẽ không thể nào lấy xe của mình được nữa. Đi lại gần bấm một cái. À, nó nhận. Mở yên nè. Nhìn nè, thấy không? Đó, quá dữ. Mở yên là chỉ cần một ngón tay thôi. Xe nào không vậy? Đâu có, xe ông là ông chọt ngón tay rồi ông bẻ chìa khóa tùm lum hết. Xe người ta sợ mất cây nè, tắt nè. Khóa cổ nè. Rồi, từ, ví dụ như ông là một thằng ăn trộm, đi ra đằng trước đi vô thử coi. Ông thử, ông đi vô, ông bẻ khóa chiếc xe, ông chồm chiếc xe thử nha. Thử nha. Từ từ. Rồi. Vô chồm xe đi. Làm y chang ăn trộm vô lấy xe thử coi. Thấy chiếc xe đẹp quá, đi vô lấy. Hay không? Không bao giờ mất xe được. Cái thằng ăn trộm nếu mà lấy chiếc xe này á thì nó thuộc dạng hacker rồi. Người bình thường làm sao lấy được chiếc xe này đúng không? Đúng rồi. Có cái chìa khóa. Chìa khóa rất là thông minh. Thì nếu như ông gắn một cái ổ khóa smart key của 155 VVA á thì nó sẽ không có ngon. Nhiều anh em bảo là nó không ngon. Tại vì có những người mua chiếc xe này ổ khóa smart key nhưng mà người ta đi thay ổ khóa của Honda người ta chơi. Rồi bây giờ muốn mở khóa đúng không? Có đồ mod trong tay, mở khóa bình thường, hay không? Đó, tôi kêu gắn một cái không chịu, giá có nhiêu đâu? Mày gắn hết bộ này nhiêu? 3 triệu mấy á. Rảnh nữa, nghĩ sao á? 3 triệu mấy gắn lên để vậy thôi hả? Bây giờ ông tiếc 3 triệu mấy, ông ra đường ông để xe bậy bạ, ông mất chiếc xe 50 mấy triệu, ông chịu không? Tất nhiên là ông chịu rồi. Bây giờ ông tiếc 3 triệu mấy, ông đi ra đường mất luôn chiếc quay, ông chịu không? Sao mà chịu được, nhưng mà tao có cách của tao. Cách gì? Tao đã thiết kế cho nó một cái xì mắt cây rồi. Xì mắt cây đâu? Đây, xe tao chống trộm. Chống trộm hả? Ừ.
Nè, chìa khóa thường nè. Nhưng mà chống trộm đó. Có chống trộm. Đúng rồi. Nếu tôi là một thằng ăn trộm á, tôi có cái đoạn. Cái đoạn tôi thọc vô, tôi bẻ qua là tôi chạy liền. Nè. Ê, bây giờ nè, mày giả bộ thằng ăn trộm đi. Rồi. Rồi mày bẻ khóa xe tao cho mày cày. Ok, ví dụ cái này là cái đoạn nha. Ừ. Rồi, tôi đi vô ăn cắp xe nha. Ừ. Đi vô ăn cắp xe. Mở khóa là chạy. Ê. Làm sao? Chống trộm đó. Hay vậy? Ừ. Là cái bộ chống trộm hả? Đúng rồi. Ông chế hả? Ừ. Chu cha, cái này hay nha. Trời ơi, ông gắn tới hai cái càng anh em. Là ông lấy cái càng ông làm chống trộm. Đúng rồi, dĩ nhiên. Ví dụ như là mình bẻ khóa được thì chiếc xe mình nó la còn lớn hơn cái này nữa. Tính ra ông Tư có sáng kiến mới nha anh em. Mình dùng cái càng để mà làm cái còi hú. Đúng rồi. Khi mà ai bẻ khóa xe mình á thì cái còi này nó sẽ kêu. Ừ. Đâu bẻ thử coi. Quá thông minh. Ừ mà xí. Vậy bây giờ làm sao mà nổ máy chạy xe? Không lẽ nó kêu hoài hả? Đâu có được. Tao có cách hết. Nè, tao xử lý hết. Muốn chạy đúng không? Rồi, chạy xe bình thường thôi. Nổ máy chạy. À đù hay ta. Đâu thử coi. hay. Nói chung á là tao mới có sáng kiến tới đây thôi. Ừ. Sau này á tao sẽ không có làm vậy đâu. Ừ. Mà tao sẽ có cái công tắc á. Có cái công tắc. Đúng rồi. Giống vậy nè. Ừ. Bấm vô sẽ câu lên cùng là nó sẽ ngắt. Mở ra là chạy. Đúng rồi. Hay ta. Bây giờ nếu mà nói vô nè. Nói vô. Rồi bóp càng coi. Đâu cần bóp càng. Bật chìa khóa là chiếc xe mà nó hú liền. Ừ. Cái xe này mà nó khởi động là hú. Thấy không? Quá hay. Cái này anh em có thể áp dụng cho chiếc xe của mình nha. Ừ. Nói về câu dây điện mà để làm như thế này mình nghĩ là thợ nào cũng biết. Anh em cứ kêu thợ làm. Hoặc là qua ông Tư ổng làm giùm cho. Đúng rồi. Một bộ như thế này ổng làm là ổng ăn 300 ngàn. 300 là tính tiền cái kèn á. Hả? Ừ. Còn có kèn sẵn á là chừng 100 ngàn thôi. À là lấy tiền công cà phê cà pháo thôi. Đúng rồi. Quá đã. Nói thiệt nha, cái này anh em áp dụng được nha. Sao vậy? Phải công nhận ổng hay thiệt. Mình tốn 3 triệu mấy mình mới chống trộm. Trong khi đó ông Tư ổng tốn có 30 ngàn mà ổng cũng chống trộm được nữa. Rồi ok, cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video của mình nha. Bây giờ thì bye bye anh em. Khoan. Tôi nói cho anh em nghe á. Thằng Thiện xem nó thì vui thôi, nhưng mà đừng có nghe lời nó. Phải học theo tôi nè. Bảo đảm xuống dách. Bái phục.